chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu thích xin đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh quý vị nhé. Và ngay sau đây là bản tin về giá cả thị trường. Chúng tôi sẽ cập nhật về giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin cập nhật liên tục vào 20 giờ, đó là đầu giờ sáng lúc 7 giờ và cuối ngày lúc 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Bây giờ mời các bạn bắt đầu tham khảo nha. Giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2021, vàng thẳng tiến mốc 1900 USD trên 1 ounce và vàng SJC áp sát ngưỡng lịch sử, nên mua vào hay không? Sau cuộc biểu tình mang tính đột phá đối với giá vàng, tạo mức tăng hàng tuần tốt nhất trong 6 tháng, tâm lý thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Dự báo tuần tới giá vàng sẽ tiếp tục chinh phục con đường đỉnh cao mới. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Trong tuần này, giá vàng thế giới đã làm nên cuộc cách mạng quan trọng, phá vỡ xu hướng giảm nhẹ hiện tại. Giá vàng đã đẩy lên mức cao nhất trong 5 tháng khi lo ngại tình trạng lạm phát trở lại thị trường, sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho thấy mức tăng 6,2%, mức cao nhất trong 30 năm qua. Ghi nhận trước phiên đóng cửa giao dịch tuần này, giá vàng giao ngay trên sàn điện tử Kitco đang đứng củng cố ở mức giá cao và ngày càng tiến gần hơn so với ngưỡng 1.900 USD trên 1 ounce. Hiện đang nhích nhẹ 3 USD trên 1 ounce so với chốt phiên ngày hôm trước, giao dịch tại mức 1.865 USD trên 1 ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng đang đứng ở mức 1.865,8 USD trên 1 ounce, tăng gần 2,7% trong tuần. Giá vàng trong nước cuối phiên chiều hôm qua vẫn tiếp tục là phiên tăng vọt, điều chỉnh từ 200 đến 780.000 đồng trên một lượng, đa số tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, cũng có ngưỡng 60,7 triệu đồng trên một lượng, tiến gần hơn tới đỉnh lịch sử là 62,5 triệu đồng trên một lượng, thiết lập hồi tháng 8 năm 2020. Trong đó, vàng SJC tại tập đoàn Doji và hệ thống BNG cùng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất là 700.000 đồng trên một lượng theo cả hai chiều giao dịch. Tập đoàn Phú Quý, giá vàng điều chỉnh tăng 650.000 đồng trên một lượng và ở chiều mua vào tăng mạnh 780.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, ghi nhận mức tăng thấp hơn. Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng đồng loạt 500.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC ở chiều mua vào tăng lần lượt là 20.000 đồng trên một lượng và 200.000 đồng trên một lượng. Như vậy, từ đầu tuần cho đến nay, giá vàng trong nước liên tục đi lên, tăng tới khoảng 2 triệu đồng trên một lượng và chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lại kéo giãn khoảng cách ra tới 9,5 triệu đồng trên một lượng. Chia sẻ của đại diện một thương hiệu lớn, giá vàng trong nước tăng mạnh như vậy bởi ảnh hưởng của thị trường quốc tế. Cùng với đó, nguồn cung trong nước hạn chế cũng tác động đến giá của mặt hàng kim loại quý này. Về tình hình giao dịch trên thị trường, đầu tuần giá vàng biến động trên giao dịch trên thị trường khá sôi động và số người mua nhỉnh hơn số người bán. Giá vàng đang tăng mạnh, câu hỏi đặt ra là có nên mua vào trong thời điểm này? Theo một số chuyên gia khuyến khích, hiện tại không phải là thời điểm đầu cơ vì rủi ro rất lớn, vì giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều. Giá chênh lệch giữa hai thị trường lên tới 8 đến 9 triệu đồng trên một lượng từ nhiều tháng nay, thậm chí có thời điểm lên 9,5 triệu đồng trên một lượng. Nếu mua vào, người mua sẽ phải trả mức giá đắt hơn mọi triệu đồng trên một lượng so với vàng thế giới và sẽ gặp rủi ro nếu giá đảo chiều. Hơn nữa, thời gian qua, giá vàng đã neo ở mức cao nên khả năng tăng chứ không thể tăng mạnh, bứt phá như trước đây.
đúng vai trò là hầm trú ẩn, dự báo giá vàng còn tăng vào tuần tới. Rất nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi điều này. Vàng đã làm chính xác những gì nó được cho là phải làm, đó là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi lạm phát gia tăng. Trong tuần này có 18 nhà phân tích phố Wall tham gia cuộc khảo sát của Kiko News, có tới 15 nhà phân tích tương đương 83% dự báo giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Chỉ có 2 người tương đương 11% dự báo giá vàng sẽ giảm và chỉ có 6% cho ý kiến trung lập với giá vàng. Tâm lý tương tự các nhà đầu tư phố Main trong 1018 phiếu bầu. Trong đó có 722 người tương đương 71% kỳ vọng giá vàng tuần tới sẽ tăng lên. Chỉ có 165 người khác tương đương 16% dự kiến giá sẽ giảm và 131 người tương đương 13% cho ý kiến trung lập. Tâm lý các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức rất cao kể từ đầu tháng 5. Mức độ hào hứng với thị trường cũng đã được đo bằng số nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát của Kiko News tuần này cao nhất trong một tháng. Không chỉ vàng tìm thấy lợi suất mới khi lạm phát tiếp tục tăng, mà một số nhà phân tích cho rằng nỗi lo sợ ngày càng tăng về việc Fed mất kiểm soát sẽ tiếp tục hỗ trợ giá. Theo nhận định của chuyên gia, thần lạm phát đã ra khỏi bình và nó sẽ không quay trở lại trong một thời gian. Khi các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến vàng, dù chỉ là phần nhỏ, thì động thái này có thể cũng đã rất ấn tượng. Và theo chiến lược gia tại thị trường cũng cho biết, ông hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn vì việc bứt phá trên mốc 1835 USD trên một ao là động thái quan trọng. Và ông cũng nói thêm rằng sự phục hồi của bạc và bạch kim cũng sẽ củng cố xu hướng tăng mới cho vàng. Triển vọng gia tăng lạm phát, tác nhân châm ngòi cho sự tăng giá của kim loại quý trong tuần này có thể tiếp tục diễn ra vào tuần tới. Còn nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kiko cũng cho biết ông lạc quan về giá vàng. Trong một ghi chú nghiên cứu, ông nói rằng vàng đang trong xu hướng tăng kéo dài trong 5 tuần, mục tiêu kháng cự tiếp theo là 1.900 USD trên một ao. Theo như Adam Button, một chiến lược gia tài chính tại Fidelity nói rằng ông hy vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn khi tâm lý thị trường dài hạn được cải thiện sau sự bứt phá này. Tâm lý vẫn tồi tệ như tôi vẫn từng thấy, nhưng đó là điểm khởi đầu tốt nhất. Hành động giá tích cực có thể nhanh chóng biến gấu thành bò. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về giá vàng trong ngắn hạn. Và theo chuyên gia giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nói rằng, rất có thể thấy giá quay trở lại mức 1830 USD trên một ao trước khi nhà đầu tư thực hiện một cuộc chạy đua lớn khác là 1900 USD trên một ao. Cũng trong tâm trạng nghi ngờ, một giám đốc điều hành tại John Banford nói rằng, dù vàng đã có mức nhảy ấn tượng nhưng ông không tin rằng giá kim loại quý này có thể chịu được sóng gió từ việc tăng lãi suất trái phiếu và đồng USD mạnh hơn. Có thể tác động lực thay đổi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ đồng USD mạnh hơn và lãi suất cao hơn là những mức cản truyền thống của phe bò vàng. Nên kinh tế Mỹ đang tăng tốc sau tăng trưởng nhẹ nhàng 2% trong quý 3, vì vậy doanh số bán lẻ của tuần tới và dữ liệu sản xuất công nghiệp phải mạnh mẽ. Tôi dự đoán giá vàng sẽ thử nghiệm ở mức 1815 đến 1825 USD trên một ao. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.